Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục mở hộp một mẫu robot biến hình Transformer của các nhân vật theo bộ phim hình Mini Force Super Dino Power phần 2 ha. Thì cái con ta mở hôm nay nó có tên là con Seratang. Sera thì nó bắt nguồn từ chữ Chisera là cái con tam giác long ở đây, và tăng là chiếc xe tăng ha. Thì con robot này tại sao có tên là như thế này, nó được mở hộp ra ta sẽ biết ha. Thì cái sản phẩm này vẫn là thuộc cái dòng Mini Force Super Dino Power với cái logo ở đây, cũng do hãng Zumgo sản xuất ha. Nhân vật đây ta thấy là nhân vật Vol. Con robot này thì chúng ta sẽ nhìn thấy trên hộp nó là màu trắng ha, màu trắng. Đây hình như là cái con duy nhất từ trước giờ thuộc cái dòng này là nó có cái màu trắng này ha. Đằng sau cái hộp chúng ta sẽ thấy là cái hai cái dạng của cái mẫu đồ chơi này ha. Đây là cái con dạng form robot, và form này thì chúng ta thấy là dạng xe tăng ha. Thì đã lý giải cho chúng ta biết là tại sao cái mẫu này có tên là Ceratang, là cái xe tăng mà có cái đầu của con tam giác long Tricera. Mã sản phẩm này là 8671 ha, cũng do hãng Zumgo sản xuất dưới bản quyền của hãng Mini Force Jixin Heron này ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở hộp lấy con robot này ra. Mở hộp ra thì chúng ta sẽ được cái con robot Tisera tăng ở cái dạng form robot ha. Nó có cái màu trắng khá là lạ so với cái những cái dòng đồ chơi này ha. Dòng đồ chơi này thì chúng ta chưa có mỗi siêu nhân nào màu trắng ha. Đây là cái mặt sau của nó ha. Sau này thì nó có giống một cái đầu của con Triceratops ha, con tam giác long. Chúng ta có một cái vũ khí đi kèm ha. Vũ khí này nó dạng như là một cái súng của con này ha. Thì chúng ta sẽ có một cái gờ đây, nó gắn vào cái tay của con robot này. Thì ta sẽ thấy là nó sẽ giơ khẩu súng bắn đây nè. Ta sẽ có một cái tờ hướng dẫn lắp ráp để kẹp nè, mã 8671 ha, mẹ đã coi. Thì hướng dẫn cái lắp ráp từ robot sang xe tăng và ngược lại ha. Chúng ta xem những cái khớp của con này ở cái dạng robot ha. Trước tiên là cánh tay ha, tay thì nó xoay được đây ha. Ổn này. Đó là cái bờ vai ha. Xoay được 360 độ nhưng mà nó sẽ bị vướng cái đằng sau này ha. Tiếp theo là cánh tay ha. Cánh tay thì cũng khá là linh hoạt ha, từ đây tới đây ha. Nó giống như khớp người. Ta sẽ có khớp cùi chỏ ha. Khớp cùi chỏ đây ha. Khớp cùi chỏ chỗ này ha. Cánh tay này ta cũng có thể xoay được 360 độ chỗ này ha. Bàn tay này thì không làm gì được ha. Ở dưới cái váy này ha, ta sẽ lấy lên được một chút ha, bên này và bên này. Váy ha. Và đằng trước ha. Đây, mở này lên. Mở này xuống ha. Khớp chân thì trước sau. Sau trước thì vướng cho cái váy này ha. Nó sẽ bị giới hạn cho váy đằng sau này ha. Chỗ đùi ha, chỗ đùi chúng ta sẽ có một cái khớp tròn chỗ này. Đây. Và ở đầu gối chúng ta sẽ có thêm một cái khớp nữa ha. Bàn chân thì chỉ có thể gấp lại để dạng biến hình thôi ha. Còn đầu này ha, đầu này xoay được một chút ha. Đầu con này nghĩ nhìn giống như con tê giác vậy đó. Phần hông này ta xoay được ha. Xoay được 360 độ luôn. Đấy, về cơ bản khớp con này thì nó cũng khá là ổn ha. Giống như những cái con như Turbo lốc xoáy hay Stego Magma ha. Con này thì con thấy nó có vẻ nó kích thước nó tương đương hoặc là nó hơn một chút ha. Bây giờ chúng ta sẽ tới công đoạn nè, biến hình con này thành chiếc xe tăng ha. Thì trước tiên chúng ta phải rút cái khẩu súng trên tay con này ra ha. Cái đầu đằng sau chúng ta ha, chúng ta sẽ đẩy nó xuống một chút ha. Ta xoay hai cái mang này ha. Xoay hai cái mang này để nó khớp chỗ cái đầu này ha. Tương tự cái này ha, chúng ta sẽ xoay vào đây khớp ha, thì để hình thành cái đầu của con lông Tricera hay tam giác long ha. Hai cái chân thì chúng ta sẽ gắn lại với nhau ha. Nó sẽ có một số cái khớp ở đây, ta sẽ bóp nó lại như thế này. Sau cái chân có hai cái miếng giống như một vòng bánh xích ha, chúng ta sẽ đẩy nó ra này, đẩy ra như này ha. Nó sẽ có một cái khớp giữ chắc ở đây. Hai cái bàn chân thì chúng ta sẽ đẩy xuống ha, đẩy xuống ha. Cái phần hông ha, chúng ta cầm ta xoay 300 thêm 180 độ ha, trước ra sau ha. Phần cầu vai này ha,
ta xoay nó thẳng ra đây, và chúng ta xoay cánh tay này lên sao cho cái phần cánh tay này nó hướng có cái g này ha, cái chốt g chốt này nó hướng vào mặt này ha, tương tự ở cái vai bên này ha, ta sẽ lại như thế này ha. Cái phần chân khi mà đã kết nối lại với nhau ha, chúng ta bẻ theo chiều này ha, cái miếng ở chỗ cái chân này ha, miếng màu trắng ở bên hơn cái chân này sẽ có một cái chốt, ta bẻ ra bung ra, cái phần bung ra này nó sẽ có một cái chốt màu trắng để gắn vào cái g ở chỗ cái cánh tay này ha, chúng ta sẽ cố gắng gắn nó vào. Tương tự thì chúng ta sẽ bung cái này ra và chúng ta sẽ gắn nó vào trong cái g ở chỗ cánh tay này. Cái đầu khủng long ha, chúng ta sẽ thấy nó ha, bẻ nó lên trước ha. Đó. Thì chúng ta đã nhìn thấy cái hình dáng xe tăng với cái đầu này ha, đó, khẩu súng ở trên chân ha, của nó. Chúng ta sẽ xoay nó sang hướng này, hướng bắn về phía trước ha, tương tự khẩu súng này, xoay vào đây, ở bên này ha, xoay vào đây, bên này chúng ta xoay vào đây. Cái khẩu súng cầm tay nãy con robot ha, chúng ta sẽ thấy cái chui để nó cầm trên cánh tay, chúng ta đẩy nó xuống ha, chúng ta thấy hai đây là hai cái g, nó sẽ gắn lên hai cái g ở trên cái chân của con robot ha. Như vậy thì chúng ta đã biến nó thành cái dạng xe tăng ha, xe ra tăng này ha. Thì ở dưới đây chúng ta sẽ thấy là chỗ bánh xích này, bánh xích là giả thôi, nó sẽ có bốn cái bánh nhỏ màu vàng ở đây, nó sẽ giúp cho cái xe tăng của chúng ta nó di chuyển được rất là nụt nè ha, mượt mà ha. Bây giờ chúng ta làm cái công đoạn ngược lại thôi ha, biến đổi từ chiếc Tricera tăng này ha, với cái xe tăng có cái đầu hình con long Tricera khá là đẹp này ha, trở lại thành cái dạng form robot ban đầu ha. Thì cái việc trước tiên là chúng ta tháo cái khẩu súng, khẩu pháo đó này ha, chúng ta tháo cái khớp kết nối giữa cái chân và cái tay ở chỗ này, phần này chúng ta sẽ gắn vào trong cái ốp chân ha. Tương tự ở chỗ này ha, chúng ta sẽ tháo cái kết nối này ra, chúng ta sẽ kết nối lại cái phần màu trắng bèn này ra vào trong cái chân này ha. Phần chân này ha, chúng ta sẽ bẻ ngược lại ha, hông ha, hông ta sẽ xoay lại 180 độ ha, đúng chiều này. Chúng ta tách hai chân ra, bàn chân kéo lên, chân kéo lên, phần bánh xích này ha, chúng ta sẽ gập nó vào đây, nó có một cái chốt giữ này, gập nó vào đây, nó sẽ có chốt giữ ở đây. Phần đầu xe tăng ha, chúng ta sẽ bẻ ngược lên từ sau, chỗ đầu này ta tách ra ha, tách ra, ta xoay nó như thế này, tách ra, xoay nó như thế này ha. Khẩu súng ở chân, ta sẽ xoay cho nó bắn về phía trước ha, tự ở đây, ta xoay nó bắn về phía trước. Phần pháo của xe tăng này ha, chúng ta sẽ đẩy lấy cái miếng này ra, chúng ta sẽ gắn vào tay. Chỗ cái vai này ha, chúng ta sẽ bẻ lên ha, ta đẩy tay này xuống ha, và cái súng này chúng ta sẽ xoay ở đây cho nó bắn vào phía trước ha. Tương tự cái vai bên này ha, chúng ta sẽ xoay nó lên ha, xoay nó lên, đẩy xuống ha. Cái khẩu súng này chúng ta sẽ xoay vào đây. Như vậy thì chúng ta đã biến đổi từ cái dạng xe tăng về cái form dạng robot ha. Thank you.
vậy thì anh đã bao hộp chúng ta cái mẫu đồ chơi nha. Theo bộ phim hình Mini Force Super Dino Power phần 2, với cái mẫu nhân vật là Seratang ha. Thì cái mẫu nhân vật này nó sẽ có hai dạng. Thứ nhất đây là cái dạng robot, và dạng thứ hai là chiếc xe tăng ha. Thì nhận xét về cái mẫu đồ chơi này thì cái kích thước, trước tiên là kích thước là nó cũng giống như những cái con biến hình 2:1, cỡ gọi là cỡ cỡ vừa phải ha, không phải cỡ cơ bản, nó cũng nâng cao lên một chút như con Turbo lốc xoáy hoặc là Sego Magma ha. Kích cỡ nó cũng anh nghĩ chắc đâu đó cỡ đấy hoặc nó to hơn một chút, có nghĩa là nó cao khoảng đâu đó 28 đến 30 cm. Cái phần màu sắc con này thì đây là một trong những con nó cũng khá là lạ ha. Nó sẽ có màu màu trắng ha, màu trắng trong tất cả nhân vật. Thì trong Mini Ford thì anh chưa thấy con nào màu trắng ha. Con này con đầu tiên màu trắng ha. Màu xanh màu đỏ thì nhiều ha, xanh màu đỏ màu đen. Cái phần biến hình của con này thì nó cũng khá là đơn giản ha, đơn giản và dễ thực hiện ha, phù hợp với nhiều lứa tuổi ha. Anh nghĩ là từ 6 8 tuổi ha, 6 8 tuổi là ta nếu mà thực hiện thì ta cũng đã dễ dàng biến hình con này được rồi ha. Về những cái khớp thì nó cũng giống như những cái mẫu mà chúng ta hay mở về cái dòng biến hình 2:1 này ha, nó cũng khá là đầy đủ. Wow. Con này thì biến hình thành dạng cái xe tăng cũng ổn ha, tăng có cái đầu ha, nên cũng khá là ổn, không chất lượng đồ chơi thì cũng như những sản phẩm của dòng đồ chơi Mini Fox này do Jumgo sản xuất ha, họ cũng theo tiêu chuẩn quốc tế. Cái mẫu này là ở thị trường Việt Nam ta không có bán ha, nhưng mà mẫu ở thị trường quốc tế hay Hàn Quốc là nó sẽ có ha. Thì video mở hộp của anh đến đây là hết, xin thân ái chào tạm biệt tất cả các em, hẹn gặp lại các em trong những video lần sau.